Còn hơi ở đây. Đàn ông tướng xuôi, đàn bà tướng ngược. Đàn ông tướng xuôi là 10 nè. 10. Dạ, một cái là 20, 30. Đàn bà là 10, 20, 30. Đàn bà là 10, 20, 30. Đó, 10 nè, 10 đây. À, 10, 20, 30. Dạ. 10, 20, 30. Dạ. Đấy, nghĩa là đàn ông là tính xu là từ giờ dần. Dần. Rồi đàn bà thì tí sử dần nhẹ thình tỉ nhỏ. Dạ. Rồi ngược lại. Nó thật là nhức đầu. Thôi, cái gì mà nó không quen thì nó khó lắm. Dạ. Tức là trong bát cung là càng khảo cánh chánh, tức có phải học cái thuộc cái này trước cái đã. Thuộc là càng khảm cấn trắng tốn ly khôn đòi đi thuộc đi đó, đó là thuộc trong bây giờ họ hay cái họ tính không còn mà ba ngón nữa đâu mà giờ có một ngón vậy thôi mà ngũ hành bát quái nằm hết trong cái 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 gì ở ngoài nó dạy trên bảng ăn đi các bạn là cảm tính cảm cấn chấn tốn ly cung gì đó nó bảo là cái gì á bát quái tức là mà bát quái ngũ hành bát quái kinh dịch á à kinh dịch để làm lại kinh dịch nhiều hơn cái này nó đưa con được con một bữa ngày nữa rồi nó trả tiền trên mạng nó dạy online á. Nhưng tôi nói hôm qua tôi kể câu chuyện chưa hết mà các chị không lo nghe vụ ta ao đó. Qua nghe cái câu chuyện đó chưa? Cái gì à? Qua tôi kể câu chuyện ông ta ao đó. Ta nói chuyện lúc nói chuyện với mấy bà không quan trọng không nghe để sao mà nói lại cho con cháu nghe. Hôm qua nói chuyện với bà đó. Không lúc không có cô. Ông ta ao hồi xưa là ông giỏi nhất về cái địa dư cái về cái gọi là mấy này nè gọi là kêu bằng gì đó là phong thủy với tử vi với chọn ngày giờ tốt xấu rồi đó là nghi lễ đó là tướng số đó thì tôi kể đó nói là con ổng nói với than nói ba sao ba coi cho người ta không à mà ba không bao giờ ba coi cho mình gia đình mình coi sao. Ông nói thôi tụi bay nói gì để tao ráng để ông nội bên đây cũng già rồi để coi ông nội bay chết thì tao cũng ráng coi cái chỗ địa nguyệt chôn cho ngay cái chỗ nào đó cho nó tốt để gia đình dòng họ được lên làm quan chứ làm vua thì sao làm vua được vua thì có nghĩa là phải trích phế cái triều chính này bị đứt đầu sao được làm quan ít nhất là cũng là quan thượng phẩm hay là quan nhất phẩm triều đình rồi cái ông cố chết cái ông coi cái giờ đi chôn ở dưới hầm rồng á mà ông coi quên vụ cái thủy triều lên cái khi cái quan tài đó cái trống đánh hùng đóng đánh hoài mà càng đánh nước thủy triều nó càng lên tới giờ mà chôn địa nguyệt chôn cái quan tài xuống địa nguyệt thì nước lên sao ai dám xuống là chôn. Cuối cùng thì thôi chôn đại đó, nói thôi số dòng họ mình muốn cỡ nào cũng được làm quan hết á. Tại lúc tao coi tao quên già nước lên, đi thủy triều lên. Thôi ráng đi để mà muốn tới bà ráng bà coi chết chôn trên núi á, nàng cho tụi con cũng có chức này chức nọ cũng được. Đã mài nó mặt với người ta, chứ thôi bà con mình số mình cũng được làm quan con ơi. Cái ông gần chết, cái ông nói gần tới rồi tụi bay làm cái giỏng khiên tao. Khi mẹ đi lên núi rồi tao chỉ cho cái chỗ chôn để mà rồi dòng họ mình giàu có khiêng mà từ cái chân núi mà khiêng lên núi tản viên đó khi cái đung đưa cái giỏng mấy con nó mệt nó hỏi ba tới chưa ba ông nói chưa con chưa ráng đi hỏi tới chưa ba ông nói chưa con khi biết chú nhất cái giỏng biết ông đâu chịu nổi ông nói bây giờ mà tới thì chưa tới mà ba tới rồi thôi bây giờ cái số tụi con nó vậy rồi cái số ăn mài mà số nghèo là nghèo giờ giống như là mình phải tạo nhân tạo đức thôi chứ còn bây giờ có muốn cũng không được nữa
thôi nhìn chung tại cái đây nè, làm cho tụi con là coi như đừng có mà nghèo khổ là được rồi, chứ số này không có được giàu khó hơn ai nữa đâu. Cho nên á, muốn đâu phải chuyện dễ đâu. Mỗi người ra nên nó có số đó là làm tả ao đó của Việt Nam mình đó. Nó đạo tao là giỏi nhất cái gọi là nho gia nghi lễ đó, chứ đâu phải chuyện dễ đâu. Cho nên có số hết rồi, mình có cãi mạng trời cũng không được, cãi mạng mình thì cố gắng thêm thôi. Mà mình nếu như mà mình muốn cuộc đời mình nên phú quý vinh hoa hay là an lành tự tại thì phải ráng làm lành thôi à, cố gắng làm lành thôi. Chứ còn mà mình đừng có cãi mệnh trời, nó nói là cái giống như Nguyễn Du nó là bắt không trần phải không trần đó, cho thanh cao được phần thanh cao mà có đâu thiên vị người nào, chứ tài chứ mệnh dồi dào cả hai đó, có tài mà kể chữ tài liền với chữ tai một dần. Hồi đó tôi Sự Kiều tôi thuộc gần hết đó nha, bây giờ quên rồi. Hồi đó là 3254 câu rồi, tôi thuộc ít nhất cũng gần 3000 câu rồi đó. Bây giờ quên. Ở đại học thế nào? Lúc tại đi tu hả? Truyện Kiều á? Ngay từ nhỏ chưa đi tu tôi đã thích Truyện Kiều rồi. Hồi đó tôi còn hành hẳn tự hội nít mà láo cá lắm, tôi đặt cái tập thơ Chiêu Quân, mà giữa Chiêu Quân với hát Bạc Cốt Tố với Chiêu Quân với này kia nọ, tôi nói tôi phải đặt cái tập thơ này hoặc cỡ ít nhất á, Nguyễn Du làm Truyện Kiều là 3254 câu thì tôi phải 3256 câu, phải hơn 2 câu tôi mới chịu. Tại sao Nguyễn Thi Hào, Nguyễn Du làm được một mình là không được, họ nhỏ mà, tôi viết 700 câu hết ý, hết ý tôi xé tôi dục luôn, tôi thôi số mình cũng không có được đồng quan. Tại vì mới hiểu lại đó, là ngày xưa Thanh Hiên đó là còn hiểu là Tố Như là Du đó, là ổng có cái tâm trạng mà ổng cái hoàn cảnh ổng giống như cái câu chuyện trong Kim Dân Kiều, thành ra trên là ổng mới đặt, ổng mới dịch cái tác phẩm nó hay như vậy. Bây giờ mình có dịch cái nào mà tâm trạng mình nó không giống vậy nó cũng đâu có hay như ổng. Thơ thi sĩ là nó phải tâm trạng ngữ cảnh. Nên là ngoài Bắc cũng như là sĩ phu mà Bắc ngày xưa là sĩ phu với địa chủ với nhà thơ nhà văn, là trời mưa nó mới nào ra thơ mới ngồi, rất là giống như là lãng tử. Dạ, lãng tử nhưng mà nó dụ như bây giờ nè, vì mình đời sau mình nói theo thôi, chứ thật chắc ra nó nói theo cũng đúng. Nếu như tôi không từng chứng kiến cảnh trăng Quy Nhơn, tôi không từng lãng mạn với nàng thơ, với tâm sự u hoài hay tâm sự trái ngang ngổ ngang, thì làm sao hiểu được cái câu ai mua trăng tôi bán trăng cho, chẳng bán tình thương để hẹn hò. Không có hàm mặt tử nữa. Dạ, thấy không? Gì đó này, những cái bài của hàm mặt tử thật sự nếu không tâm trạng đó thì đọc có thể đọc chơi thôi. Ví dụ như ngay cả nhà thơ Tố Hữu, tuy là tôi bài bác là tại vì thí dụ như mình bên đây mà mình ca ngợi nhà thơ Tố Hữu đó thì giống như ta nói mình là theo cách mạng đi, nhưng mà nhà thơ Tố Hữu ngày xưa mà khi mà ông chưa có đi vô rừng Việt Bắc, ông chưa có là nhuộm đỏ cái máu thời cuộc á, thì những cái bài thơ ông rất ý nghĩa. Nhưng mà tới chừng mà ông nhổ có thời cuộc thì cái thơ ý nghĩa, nhưng mà có những câu nó hơi quá đi. Ví dụ như nói mỗi lần tôi cuốn đất mà đất lên nó sỏi đá, chứ với ông nói câu là đôi tay ta làm nên tất cả, nó có sức người thì sỏi đá cũng thành côn đó. Thật sự ra cái nghe thì nó hơi quá trớn, nhưng mà có lúc nó cũng là thấm thía. Chứ còn sỏi đá sao thành côn, nếu mà mình nghĩ là ý muốn ca ngợi là con người phải có cái sự cố gắng, cái sự phấn tấn, sự coi như là đừng có buồn nản lòng ý chí đó. Thật sự có nói thầy là thơ Tố Hữu
là thơ đặt hàng, chứ không phải thơ cảm xúc. Thơ đặt hàng ví dụ như ngày xưa là chính quyền đó, rồi họ đặt hàng là làm cho để thúc đẩy nông dân phát triển về nông nghiệp, đấy về khai hoang vật địa. Là thơ được hàng. Từ cái tờ thơ từ ấy trong tôi mình nói hạ mặt trời chân lý chơi qua tim với tôi tất cả là qua lá các tiếng kêu và rộn tiếng chim rồi đó. Thật sự mình nghe cũng biết với thơ đặt hàng mà. Thơ đặt hàng. Cái không phải là thơ cảm xúc mà thơ tại thấy cái rất là cái thơ cảm xúc á, thí dụ như thật sự ngay bà nữ sĩ Hồ Xuân Hương, tuy rằng ba đặt thơ nó dễ nghe, nó thanh, nó hơi thô, nhưng mà thật sự đó là thơ cảm xúc á. Cái thơ cảm xúc là lưu truyền mãi mãi này. Dạ. Cho tới khi bà Nguyễn Thanh Hoa mới viết cái bài Qua Đèo Ngang cũng là thơ cảm xúc rõ ràng chứ không hay. Thơ đặt hàng là lãng quên, phải đang lãng quên này. Phát thì phù hợp. Tức là thơ thầy là nhà thơ, nhưng mà thầy nhà thơ là thầy công chức, thầy viên chức á. Đây là cái mạch này, con đặt thầy là ông nhà thơ ông làm cho tôi cái bài này để ca ngợi cái việc này. Thế thì kê đi viết bài hát vậy đây. Nếu như hồi xưa mà cô Sáu hãng đĩa Việt Nam có đặt tác giả Loan Thảo các giả là phải viết cái tuồng đó ra ra tuồng đó, kiểu như cái thơ và cảm xúc như cái bài Trần Tới Xương hả, quanh năm buôn bán ở nông sông gì đó, nuôi đủ năm con với một chồng. Thành Dương Tú Mỡ những bài thơ nó vẫn là đến giờ đó. Lặn lội thân cò, âu quẳng vắng ao sèo, mặt nước bến đò đông. Một viên hai nợ, âu đành phận, năm nắng mười mưa giấu quảng công. Cha mẹ thói đời, ăn ở bạc, có chồng thờ hững cũng như không. Hay là Nguyễn Công Trứ, viết cái bài thơ tuyệt vời. Cái bài thơ là nói đến cái cảm xúc thời cuộc á. Còn đây là mình thơ cách mạng là chỉ đúng cái thời đó thôi thầy. Không, tuy nhiên thí dụ như cái tấm lòng á mà viết nó cũng hay, thí dụ đành rằng cái bài thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu hay là của cụ Phan Bội Châu, ngậm một khối căm hờn trong củ sắc ta nằm về trong ngày tháng dần qua, là nhà bài Nhớ Rừng của bài không phải Nhớ Rừng thì của Thế Lữ hả, còn của Phan Bội Châu thì cái gì mà nhật tân hụ nhật tân đó, ở đó tôi thích thơ, nhưng mà từ lớp 1 tới lớp 5 thì tôi giỏi toán, lớp 5 tôi thi đậu dòng huyện toán hạng nhì đó, bắt đầu lên lớp 6 là tôi lại thích thơ, là bắt đầu lên lớp 6 là tôi lại thích những bài thơ. Qua quan trọng đầu tiên á là như tôi thích cái bài thơ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, coi vậy những cái tấm lòng tôi rất là yêu nước, nó thẳng à. Dù bây giờ ví dụ như tôi có cái gì nữa chăng nữa, nhưng mà nói về quê hương dân tộc mình á, tôi luôn lúc nào cũng kính trọng hồn thiêng sông núi, Tổ quốc hùng vương, nói chứ làm sao cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Ngay cả Đức Thế Tôn á, một vị như Lai Thế Tôn vậy đó, nhưng mà những năm tháng cuối đời của ngài, ngài cũng muốn trở về thăm quê hương để mới bỏ bóng thân ở nơi quê hương của mình mà. Nhưng mà ngài về chưa có kịp. Ngài chưa kịp, ngài mới đi ngang cái rừng Câu Sina đó. Rồi ngài viên tịch. Cho nên về mặt lịch sử hay là về mặt cái khoa học á, Đức Thế Tôn luôn gắn liền, mà mình tại mình giảng nhiều khi rồi nó không có cái à rồi thôi về khỏe đó. Các vị
thầy có thể không. Ồ, pháp trí thầy khỏe pháp trí. Nhưng mà bây giờ nó trốn thêm cái tiểu đường, nó dư đường, nên giờ là coi như ba cao thêm đường. Nhưng mà đang điều trị, cố gắng điều trị giảm mọi việc. Cái canh chuông bỏ cái nấm xào nữa không ngon. Trời ông đấy bởi canh chua nấm trà mà chỉ nấu cháo khô khô xào thôi, mấy nấm trà mà bỏ canh chua thôi. Nên nấu đừng á, cái gì của bà xưa nấu mình đừng có pha chế thêm nó thành nó quá à. Canh chua hay là có những cái thí dụ như mình tưởng đâu ngày nay đó, giống như cái món mà gà rô ti đó, thật sự món đó nó thiệt cho tôi còn bắt lên bắt phạt tiền thêm nữa, nó mới ngon lành như thế nghe. Gà rô ti chay đó cô, đừng có nấu mấy món đó tôi hồi như đi ra quán ăn đó, tôi nghe cái mùi cái nó khó ăn cái mồ. Ủa như có cái ngũ vị gì đâu mà nó để sao đó, đúng không? À, cái thầy hỏi cái đi mua giá thôi. Canh nó đủ đầy đủ, gắn đi đồ quá thôi. Canh chua theo người miền Nam á, thì phải chua, phải cay, phải ngọt. Thì thầy tính ông nấu đó cũng gần được rồi đó. Nhưng mà cái là đúng miền Nam đó. Rồi bây giờ có cái cũng may là có cái keo lẩu đó làm sẵn đó, keo nấu lẩu đó. Mình để thêm miếng vô. Tàu hủ nấu canh chua á, tàu hủ trắng đúng ra trước khi nấu chua phải luộc. Cho nó chắc lại. Nó chắc lại để nó không có bị hư, không có bị hư cái canh chua nó lâu hư. Thì mình ý thì nó bớt dầu vậy mà. Con người nó phải tới cái giai đoạn nào đó cũng phải nghỉ ngơi. Bây giờ là tôi bỏ bớt nghỉ ngơi rồi đó. Thôi có mấy việc mấy thầy để mấy thầy làm cho tôi ngồi tôi hưởng chứ mấy mươi năm rồi. Thật sự mấy mươi năm tôi làm tôi mệt mỏi lắm rồi chứ tự. Giờ cho ngồi hưởng cái phước chút, ngồi uống trà coi cái đàn em, con em nó làm. Mấy mươi năm mầm dập sóng gió à. Rồi mấy thầy qua nữa là từng tới đi cho mấy thầy đi thì cũng kỳ mà ông nói ông đi mình mà ông. Dạ. Mấy ông thầy qua mà từng tới ông nói ông đi dự lễ thì nếu chở mấy thầy đi thì cũng kỳ mà đi mình thì tùy. Không ai đi kỳ chứ nhất là thỉnh gì đó nữa, bất thỉnh bất lai, hữu thỉnh hữu đáo. Thì tôi nói là trời lớn của tôi đây đó, cái nói chuyện đó còn lâu mà, nhưng mà quan trọng với thầy có hạ không đó chứ. Bởi vì tôi chưa gặp nên tôi chưa biết cái gì tâm lý, tôi chưa biết sao hết trơn. Thành ra tôi giờ tôi không có bồn chồn chuyện gì hết trơn á. Nhớ bên em vậy đó chứ mình đi đâu phải không thấy đi ngồi dự lễ thấy mà ngồi muốn tê giờ 100-200 đô làm cái gì. Thứ hai nữa người ta mời đông rồi tôi mà qua tôi biết đông thì tôi cũng đi nữa. Tôi không có thích đi dự lễ ngồi đó thì làm cái bình phong đó. Nhiều thầy phái đi ngồi cho nó có tụ bình phong với tôi thì nó mệt mỏi muốn chết. Cái người nói nó không mệt. Ngỡ tâm lý cái người nói không mệt mà người ngồi đó mà nghe thôi nó mệt trời đấy. Hôm qua thượng thì nói cũng có ý nghĩa, mình nghe cái nói có ý nghĩa còn nghe hay,
có nhiều người nói gì mà nói không có ra cuộc không có chủ đề không có chủ đích gì, nhiều người mà ngộ mấy người hái nói không ra đề mà cứ nói hoài. Chứ hòa thượng thì nói hay đó, chỉ ý tôi nói thường thường đó, cái người nghe đó nó mới mệt chứ người nói không có mệt. Nói phải có chủ đề chủ đích thì mình nghe nó còn hay chứ. Bởi vì ví dụ như cái hòa thượng đạo từ ngày qua hay, tại vì kẹt là cái quá là cái bộ Phật đản này hòa thượng nhiều chùa, mỗi một chùa hòa thượng phải đạo từ một đoạn về lịch sử Đức Phật gì hay. Tại cái chùa hôm qua là chùa Ni thì phải nói về Đức Kiều Đàm Di là nhiều thôi, bởi vì kẹt là ngày mốt là tại trung tâm làm. Đó, thành ra là giờ nếu nói nghe một đảng thì ngày mốt thì lẽ là nói lại dạ, thành ra hai cái chỗ là đó cũng dạ đó, cho nên đó là một cái khéo léo của người đạo từ là chỗ đó đó. Chứ còn mà nếu đạo từ mà chỗ nào cũng có như nó kiểu như đi dự lễ, đi lễ tế tăng mà gặp mấy ông nội mà phái nói mà nói kiểu sách vở đó, cái MC nó cũng nói nhiêu đó, rồi cái bài tác bạch cũng nhiêu đó, rồi tới ông đạo từ cũng nhiêu đó, thôi nghe nó mệt thì đâu đó thôi, niệm Phật ăn cũng cúng nhiêu cúng thì nó rồi. Sợ nhất là ba cái người mà nói có kiểu mà sửa tới sửa luôn hoài đó. MC là đừng bao giờ nói cái nội dung của cái bài tác bạch. Mà cái bài tác bạch thì ông hòa thượng đạo từ thì đừng bao giờ nói lại, chỉ có càng qua cái bài tác bạch đó là nó đã đầy đủ ý nghĩa, nói là sự hiếu thảo hoặc sự gì đó rồi. Bây giờ tôi chỉ xin bổ túc thêm hoặc là nghe như vậy. Còn lần này á, nói hoài, nói trời đây cơm nguội canh lạnh, nói ông nội ơi, tôi mấy vụ đó tôi thiệt cúng nhiều tôi cũng ăn. Có thể thầy biết là tại qua cái lúc còn sau đấy họ còn biết còn đẹp chưa? Ừ. Thì họ đâu có sự giảng như vậy được. Giảng cũng vậy nữa. Bây giờ tôi rút kinh nghiệm rồi, bây giờ trên mạng nó quá nhiều là đừng bao giờ giảng quá một tiếng đồng hồ. Giờ cứ hai mấy phút tôi thôi tới đây nghỉ. Đó, chứ bây giờ mà ngồi mà giảng tiếng rưỡi đồng hồ trở lên là ai nghe nổi. Thời giờ nó không có. Thứ nhất, thứ hai nó nghe nhiều quá nó nó lộn xộn. Mình đi một ngày đàn học một sàn khôn, mình đi dự một cái lễ nào đó, mình tới một cái tổ chức nào đó, mình phải học cái hay người ta. Đồng thời mình phải cái dở cũng phải học nữa. Học thì mình đừng làm, cái hay học nữa mình bắt trước, mình làm theo cho nó hay. Tôi chứ tôi đi tôi để ý tôi học lắm. Nhưng ngày hôm qua là hòa thượng rất khéo léo đó. Chứ nếu hòa thượng mà tụng thiên thời đại bi nó già thòn, đúng không? Vô cái cụ tụng bát nhã liền, thấy không? Rồi cái bài sám rồi cái là vậy là hay rồi đó, mà nó còn dài đó. Bởi vì cái nghi lễ mà nếu không có thì cũng không được. Với cái bài mà khánh đản đó là 29 tử xuân, chứ không có 19 tử xuân, đọc 19 là trớt quớt à. Vừa 29 tử xuân, lòng từ ái cực thần, chí sức trần quá mạnh, nghe vàng quyết tránh tìm lối xuất gia, 6 năm hổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiền tọa. Mấy cái đó tôi thuộc từ hồi nhỏ tới giờ tôi không quên. Con một mấy lần con có học rồi, mẹ qua đọc con cũng thuộc này. Mấy văn nó dễ. Đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản, một dạ vui mừng, chỉ thành đánh lễ mười phương tâm thế cùng tánh thiền tăng. Cái gì đó điều ngưỡng Như Lai. Gì mà tự nhiên quên rồi. Nó lộn lộn mấy câu em quên nha. Miệng cứu muôn loài hiện vào lục đạo, trăm đê phiền não nghiệp báo không cùng, nay nhờ Phật tổ năng nhân. Chữ năng nhân là dịch ra từ chữ ca đó. Cái ca dịch ra năng nhân đó. Mâu ni dịch ra là tịch mặc, vũ lòng lân mẫn gì đó rồi. Nay nhờ Phật tổ năng nhân, không nở sinh linh thiếu phước, nặng kiếp luân hồi đêm dài tâm tối đuốc tệ rạng sôi, nguyện cứu muôn loài pháp dùng phương tiện, ta bà tự hiện thích chủng thọ sanh, thánh ma gia mộng ứng điềm lành, vua tịnh hoạn phước sanh con hảo, 32 tướng tốt vừa 29 tuổi xuân, lòng từ ái cực thần, chí sức trần quá mạnh,
cho nên á nhiều người cứ a theo cái hình tượng cũ đó là 19 tuổi, thật sự ra không đúng với lịch sử. Thứ hai nữa, 19 tuổi chưa đủ cái chí nguyện như vậy. Hai mươi chín là 6 năm khổ hạnh là 35 tuổi thành đạo, rồi 45 năm thuyết pháp là 80. Thật sự ra là 79 là Phật hết nói nổi rồi, nhưng mà tại nói cho đủ, vì dầu không nói nhưng mà hiện thân của ngài vẫn là cái đạo tràng, cho nên pháp thân đó. Thì trở lại nãy tôi nói là thay vì được Thế Tôn cũng muốn trở về quê hương, nhưng mà không kịp, mà đi ngang cái rừng Câu Thi Na đó, tại khí độc nhiều quá. Mà lúc đó Thế Tôn là cái bệnh gọi là kiết lỵ đó, kiết lỵ mà khổ tả ra máu luôn, chứ phải như bây giờ mình giờ thì có thuốc điều trị rồi. Mà thời đó đi theo Thế Tôn là cái người mà bác sĩ giỏi là kỳ bà đó. Mà kỳ bà lúc đó không theo Thế Tôn mà chỉ có Đức A Nan, A Na Luật và những người trong hoàng cung Quốc Thích, là anh em chú bác, anh em cha cùng cha khác mẹ đó, mới theo Đức Thế Tôn để trở về hoàng tộc đó, thăm lần cuối, nhưng mà rồi đi đâu có kịp. Cho nên tới rừng Câu Thi Na thì coi như là máu ra nhiều quá. Rồi gặp ông Thuần Đà, thợ săn, ông cúng cái bát cháo, cái heo rừng nó tẩm độc, trong khi mà cái cung tên mà bắn heo rừng đó. Nó chứ nói là ăn nấm thì không phải, mình nói đúng cái lịch sử vậy à. Thời Đức Phật đâu nói ăn chay gì đâu. Rồi ăn cái bát cháo thịt heo rừng. Bởi vì thịt heo rừng hồi xưa Đức Phật ăn ngũ tịnh dục, là ăn thịt mà nó đã chết, ông vật đã chết, hoặc là ăn cái loại thịt mà con vật này ăn con vật kia còn sừa lại nó chết rồi đó. Thành ra khi một heo rừng này thợ săn họ săn nó đã tẩm cái tên tẩm độc rồi, lâu để lâu giống như đi lâu ngày đi, nó sình lên rồi đó. Nó có bây giờ mình nói theo một phòng hay là nó có con sáng ở trong đó. Rồi khi ngài bệnh kiết lỵ mà ăn bị con vi trùng nó vô, nó phá được ruột chịu gì nổi đó. Nhưng mà cũng khiến như vậy, cho nên nó bây giờ nếu xét lại trên tinh thần đại thừa thì nói là ngài Thường Đà là thì cũng như là hiện thân để mà làm điều đó cho Thế Tôn gặp Niết Bàn, vào đại báo Niết Bàn. Nhưng mà tinh thần của Nguyên Thủy thì họ nói là ông này là viết Phật, ví dụ, cho nên cái đây cũng còn bàn cãi. Nhưng mà nó khiến tới ngày đó, giờ đó rồi, thì trở lại khi mà Đức Thế Tôn tiểu ra máu nhiều quá, nó thiếu nước. Mà nó khiến không? Nó khiến tới mức độ mà Thế Tôn nó khát nước mà A Nan không hút nước. Vì A Nan lúc bấy giờ khóc mà con mắt nó bù lu bù lo, không biết là Thế Tôn không thể nào về tới hoàng tộc được rồi. Ông khóc. Chỉ có A Na Luật là tiến quả trước nên ổng còn hỏi được mấy câu. Được khóc, khóc mù mắt luôn mấy. Ông nhìn thấy các dòng sông, dòng suối đều là có vi trùng hết, đều là dơ bẩn hết, ổng đâu hút nước. Thành ra Thế Tôn khát quá, chịu không nổi cái quỷ ở rừng Câu Thi Na. Câu Na thì nằm dưới hai gốc cây của cây sa la, mà hai gốc cây, cái bông sa la nó rất độc. Đừng có ai trong nhà nó đẹp thì đẹp là tại mình tin tưởng rằng với Đức Phật là cái cây sa la có ý nghĩa, chứ thật sự là ở nhà không nên trồng. Cái trái nó giống như trái đầu tiên vậy đó, mà nó tới thì nó rớt xuống, nó thối không chịu nổi, nó độc cái nào. Nó độc lắm. Cái nhà nào mà muốn không có không khí oxy, nếu như nó hết cái khí oxy, hết cái khí thở rồi. Thành ra tôi lúc nó đuối sức luôn rồi. Thành ra một nguyên nho là nó đã thở, nó giống như cái duyên nó tới đó đi. Cái nguyên nho nữa là vô ý, lúc này Thế Tôn đâu có để cây gì. Nằm dưới giữa hai cái sa la nó lớn vậy nè, thì nó nhả khí độc ra là chịu gì nổi. Thì Thế Tôn mới gọi là thể hiện gặp Đại Bác Niết Bàn. Nói đủ là phải Đại Bác Niết Bàn, chứ Niết Bàn là Thế Tôn đã thành tựu từ lâu rồi. Thế thì đó, cho nên sao là Tôn giả Ca Diếp mới bắt lỗi A Nan là tại sao
tôm khát nước mà ông không uống nước à, nó nói vậy, con nhìn đâu cũng thấy toàn là vi trùng, bị nước trong suối chảy xuống thì các cái động vật, xác động vật nó chết. Rồi đi ra bờ kinh sông Hằng, theo cái dọc, theo cái gờ đó thì lại là nó đục, dơ. Nhưng mà cái giếp đó, cái phước của Thế Tôn không có biết không? Ông chỉ ông la lên cái là thổ địa làm cho nóng trong liền, là trời người ta coi như chư thiên xuống dân liền, mà ông không la lên, ông chứ ông cứ cưng thấy nó dơ 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 dơ. Lúc đó ai biết? Trách nhiệm ông là thị giả, cho nên cái dân cái tội đó mà cái giếp bắt lỗi anh ăn thêm một cái tội đó. Mà tất cả thí dụ như mình nói những cái đó nó giống như cái màn kịch vậy đó, nó diễn ra rất là hay. Cái gì nó khớp với cái đó hả? Nó khớp hết rồi. Nó khớp vô rất là hay. Nếu mà nói về cái cuộc đời của Đức Thế Tôn, mình từng chi tiết rất là rõ ràng. Nhưng mà do con người là cái xào tới xào lui bàn luận đến tầm bậy bạ thôi, chứ nói về cuộc đời rõ ràng từng cái điểm nhân quả hiện thời, nhân quả quá khứ, hiện báo, sinh báo rõ ràng từng cái chi tiết. Con thích nghe đường xưa mây trắng lắm. Cụ Nhất Hạnh viết cái đó rất hay, nhưng mà vẫn có chỗ hở. Chỗ hở cái thì cái cũng dẫn cái chỗ hở. Thì thật sự giáo lý nhà Phật có nhiêu đó hà. Cái chuyện sau này mình thêm thắt thôi, chứ còn giáo lý nhà Phật là chỉ có cái đường cuối cùng là nhà Bát Chánh Đạo mà đưa tới cái tuệ giác thôi. Thì tuệ giác mới lấy cái Bát Nhã làm chính, rồi Bát Nhã mới đưa ra nó đủ thứ Bồ Tát này Bồ Tát nọ, chứ còn thật sự ra thì giáo lý nhà Phật đâu ngoài cái tứ diệu đế đâu. Nội tu như đó là thấy muốn chết rồi, nhưng mà ai cũng muốn nhảy vượt bậc, cho nên rồi đặt ra thêm những cái chuyện. Thôi cái thời mạt dẫn này nó vậy rồi, mà nay nó thiêu thác vô dịp mắm dịp muối xin vô cho nó hưng phấn, giống như cái hoa đua nhau nở, cái cây mà nó tàn nó xung xê quá thì coi như là coi chừng nó gãy là vậy đó, tàn là bự quá. Mà tinh thần đại thừa thì giống như cái tàn tre phủ đầy hết, nhưng mà thật chất ra nó quên cái gốc. Chính ngày Nguyên Giác ngày xưa đó là đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng dễ thử như ý châu, tự lợi lợi tha trung bất kiệt. Có nghĩa là cần ôm gốc chứ đừng có quan tâm cái cành ngọn. Gốc mà nó vững rồi thì cành lá nó tự nó xung xê rồi. Trồng đó, trồng bà cây đó, tưới cho giữ rồi cuối cùng nó thối gốc rồi là chịu không. Cái nào như cái ớt thì nó mà yêu cầu nó quật ngang cái rồi khỏi cứu. Không? Cho nên là cái dây leo cũng vậy, nó có một sợi từ cái gốc nó lên, nó leo nó bò tùm lum, chứ nó bắt nguồn có một sợi dưới thôi. Mà cứ không để nó tưới riết, thứ nhất là nó thối rễ, thứ hai là nó cháy rễ, là rồi dục cái nguyên cái dàn dây leo đó thôi. Đạo Phật cũng vậy, nếu bây giờ mà không gồm cái gốc mà cứ chạy theo cái ngọn đó thì cũng đạo Phật cũng giống như vậy thôi. Cho nên đảng đắc bổn mạc sầu mạc, là đảng đắc bổn là cần ôm cái gốc, mạc sầu mạc là đừng có để ý chi cái cành ngọn. Thì nó nếu mà các Phật tử mà tu học đàng hoàng rồi thì thôi kệ mẹ nó đi, cuộc đời gì kệ nó, cũng quan tâm chỉ quan trọng chính mình. Còn chuyện của mấy ông thầy ông làm nên hư chuyện của ổng nếu mà hiểu vậy đó. Còn Phật tử la rằng nó được cái gì, rồi thêm cái tội nữa, tội rồi ta nguyền rủa, ta nói cái như phá tăng nữa, thấy không? Mình không có đủ lực thì mình đừng nói. Nhiều người Phật tử đi chùa không có tạo được nhiêu phước hết trơn mà nói đổ phước đổ nghiệp ra chửi mới tùm lum. Đâu nhiều Phật tử đâu có đi chùa, đâu có ai đi chùa cũng cúng dường hết đâu, không cúng dường nhiêu trơn mà đụng chuyện cái đi ra nói xấu tùm lum, đó là phước chưa trổ nghiệp nó tới rồi.
Ví dụ mình nói mà mình chuyển được thì mình nói, mà mình nói mình chuyển được mình nói làm gì cho nó khỏi. Ví dụ như ở tình làng cái xóm cái nè, ở sau đơn giản thôi nè, cái cha nội đó cái nó lú đầu qua nó dòm mình hoài à. Thấy không, tôi không nói, tôi nói mày kiếm chuyện tao, như mày kiếm chuyện đi. Tôi quá xíu cuối cùng là nó cái nhánh cây nó qua mình thôi. Cái bữa đó tôi kêu ông Phương, ông biết tiếng Anh, ông nói tao trồng rau tao muốn mà chặt cái nhánh cây đó. Từ đó tới giờ là khỏi cả khổ lú đầu qua nữa. Chặt cái nhánh cây đó tốn mấy ngày làm bạc mà ông già tiền đâu ông chặt. Cứ lú đầu qua kiếm chuyện mình à. Không bao giờ tôi nói kiếm chuyện hàng rào tôi cũng làm thân. Chứ giờ mình kiếm chuyện là cuối cùng mình quất cái thôi. Giờ mà tao đề nghị mình chặt cái nhánh cây nó gieo vào đất nào đó. Nhánh cây đó mà chú hỏi chúng mình giờ chặt là nó tốn mấy ngàn đồng rồi. Rồi phải mướn xe lại gom cái nhánh cây chặt thì phải ngã bên mình. Ông có đích thân không đi qua bên mình, ông dọn. Làm sao mà làm. Đó là từ đây sao là khỏi cần bao giờ, không bao giờ thấy cái đầu ông lú qua mình nữa trơn á. Chứ thôi cứ bắt thang lú cái đầu qua coi mình có trồng reo hàng rào ở không này kia nọ, thấy không? Trời, tôi chơi là chiến thực không á. Khỏi lú mày cà chớn, tao sẽ kiểu cà chớn. Biết cái tên giờ, chặt nhánh cây đó thôi là không chặt được. Cho nên á, gọi là nhìn tổng quát mà nóng trọng tâm. Nhìn tổng quát nóng trọng tâm. Nga Sô nó giỏi vậy đó, mà cái nồi cơm điện nó mắc ghét không? Từ xưa tới ngày nay đó, ai mà nó vừa mua đồ điện của Liên Xô là không ai thích mua hết trơn á. Không có món gì nồi gì hết trơn á. Trong khi nó chế bơm nguyên tử thời xưa mà chế nguyên tử ngon vậy mà cái nồi cơm điện cho tao không xài nữa. Gọi là nhìn tổng quát mà nóng trọng tâm. Có ngày xưa mà không có tụi anh sẽ không có tụi anh sẽ tụi anh sẽ tụi anh sẽ tụi anh là người đó đóng cửa tụi anh sao tốt rồi cái người đi cái xô lại. Bởi vì cái tư tưởng họ lúc đó họ ban đầu phải chế vũ khí nữa cái đã, để cho họ muốn hòa bình, muốn là coi như là họ là anh cả thế giới đi, rồi lúc đó họ muốn làm thì họ làm. Nhưng mà thua Mỹ không nói mà Mỹ làm được điều đó. Chứ hồi đó tôi thử hỏi, bây giờ có những cái vùng đất của Liên Xô bây giờ cho nó cái mà ở. Cho nó cái ở vì nó đầy dẫy cái vũ khí dưới biết nổ chỗ nào. Nó trí tuệ thế gian đưa tới cái kết quả vậy đó. Còn trí tuệ của bậc xuất thế gian thì đưa đến sự an lạc. Thế cho nên Quan Hòa Thượng nói câu mà tôi tâm đắc là kêu gọi chúng ta hãy đừng mua súng, đừng có tính ra lời của Hòa Thượng Hạnh nhiều cái ý nghĩa lắm. Nhưng mà nghe pháp phải lắng nghe thì nó mới hay. Chứ còn ngoài tới đó mà tới cái lòng tin không thì Hòa Thượng nói vậy nhiều người nghe không hiểu ý Hòa Thượng nói gì đâu. Thứ nhất ví dụ như hồi đó Hòa Thượng đạo từ là kêu gọi là bảo vệ cái môi trường. Nếu không trên cái đất này mà không có cỏ cây, không có muôn loài sao sống. Đó thì cái đó là một điều rất hay. Dầu là mình nghe đi nghe lại rồi, nhưng mà thừa dịp này mình ngồi mình lắng xuống mình nghe rất hay. Thứ hai là cái gì đó, là kêu gọi con em đừng có mua súng ống, đừng có chơi súng đạn, rất là ý nghĩa. Đơn giản thôi, hai cái đó là đủ có ý nghĩa Phật Pháp rồi đó. Phật Pháp bất ly thế gian giác nè. Còn mà đạo từ mà nói thao thao bất tuyệt mà nó không có cái nội dung gì trên cũng như không à. Mà cái bài đạo từ bởi cho nên các vị mà có ăn học đàng hoàng á, nói cái lời nào ra nó chỉnh chu hay lắm. Mà cái văn nói nó giống như cái văn viết vậy đó. Thứ nhất là cụ Nguyên Hạnh, thứ hai là cụ Phước Tịnh, là coi như các vị này là văn nói nó giống y như văn viết luôn. Nó có cái chủ từ, chủ ngữ, vị ngữ đàng hoàng. Thứ ba là cụ Viên Lý. Đó là ba ở Mỹ này có mấy hòa thượng văn nói y như văn viết. Không cần giờ viết tài. Cầm mai không không. Hoặc là nói một hồi là nó vô vấn đề rất là có ý nghĩa. Vậy là coi như sáng nay ăn vậy thôi.